Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hiếu Béo. Và nếu như các bạn không nhận ra thì hiện tại GTA Online trên kênh của Hiếu Béo đã chính thức bước sang giai đoạn mùa thứ tư, nghĩa là đại diện cho năm 2018. Và mình không biết nói gì hơn ngoài trừ cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ cái series này trong suốt cả cái chặng đường dài thời gian vừa qua. Và để kỷ niệm cho cái mùa thứ tư này, thực ra là mình không có cái gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình có mang đến cho các bạn một cái tập mới của cái GTA Online, chưa phải là Doomsday Haze mà nó là một cái custom map hoàn toàn mới. Và tập này thì bọn mình sẽ cùng nhau đua xe, nhưng mà đặc biệt nhất là mình có mời hai YouTuber rất ít khi xuất hiện trên kênh của mình, hoặc có thể chăng là chưa bao giờ xuất hiện. Nếu như các bạn tò mò muốn biết thì chúng ta hãy cùng đến với video ngay nào. Let's go. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái map có tên là Fastest by Parkour, hoặc là mình có thể dịch nôm na theo tiếng Việt kiểu nghe hơi ngu, đó là map đua xe parkour nhanh nhất có thể. Thì đây là cái map mà gọi là đua đến đích, và nó có một vài cái đặc điểm rất là hay ở trong cái map này, ví dụ như là những cái dốc di chuyển và bunch of other cool shit, nghĩa là kiểu có rất là nhiều cái cục cứt khác hay hơn. Thì nếu như mà map này chúng ta đua xe máy thì chúng ta không được chọn xe Fazio nhá, nhất là Huy nhá. Huy ở đây ngu vãi cả đái, rất thích cái xe này. Nếu như ông pick cái xe này thì thôi ông không cần phải cố gắng đâu. Ok, thì mình sẽ giới thiệu dàn YouTuber rất hot hôm nay. Thì trong đấy có Khúc Thị Sở Huy, Ma Thị Dê Trích và Hiếu Thị Sở Po. Ngoài ra có một YouTuber Minecraft rất nổi tiếng, top 100 Minecraft Việt Nam, và YouTuber GTA nổi tiếng, đó là Phi Thương với cái danh hiệu Forever DNF. Thì hôm nay hai người là mới đến, thì có lời gì gửi đến khán giả không? Em nghĩ là mọi người đều biết em và biết tới cái danh tiếng của em rồi, em quá nổi tiếng rồi nên em xin không bình luận gì. Ok. Thế còn Mr. Bão Zero. Bạn nào có vị anh Hiểu nhớ comment là anh Hiểu chơi lại Minecraft nha. Chuẩn rồi. Đúng rồi. Hashtag A Hùi Minecraft. Thực sự là anh không muốn bị nổ nháo, nhưng mà thôi, vấn đề có thể để sau. Thì trước tiên muốn nói là rất xin lỗi Thương, bởi vì đây là một cái map mà đua xe. Vốn chúng ta đều biết là Thương không thích đua xe, nhưng mà vẫn cái lời mình nhắc từ cách đây rất là lâu rồi các bạn. Con gái không thích gì là thực sự họ rất là thích. Đấy, nên là khi mà họ bảo họ không muốn đua xe thì thay vào đấy chúng ta hãy chọn cái map đua xe. Let's go. Tưởng tượng Thương đang đi xe ở đường thôi, có xe phi qua đua không? Biết đấy bảo gì. đua cái. Giờ nó yêu tìm à? Đâu, xe gì đây? Đừng có chọn cái Fazio là Huy chọn Fazio, ok? Huy chọn Fazio. Cứt đợi đấy. Cứt, thằng này láo nhỉ? Cứt béo ấy. Anh em chọn xe gì? Có đi cùng một xe không hay đi loạn cũng được? Có đi xe Dinka hay xe địa hình ấy? Có đó đi cùng xe đâu? Không được đi cùng xe. Tao giới hạn mà. Đang chọn con 3 ti, 3 cái đầu ti 801 rẻ rách. 801 RR này. Electro. Rồi, tao sẽ đi Defiler. Có bộ màu hồng ta, mình lấy bộ màu hồng ấy. 54321. Confirm, continue. Ok. Ở rồi. Đấy, này lại ra chiếc kia. Tôi cũng thấy à. Tôi chọn này là à, hình như là chưa, mình chưa confirm hay sao ấy. Mọi người confirm hết chưa? Confirm rồi. Có giới hạn mà. Ấy à, thảo có đâu. Ấy à. Ôi xí. Minecraft. Oh shit, Minecraft. Rồi, thả bị chạy coi, thằng Huy, ôi đi mẹ, bị chạy cho mẹ, what the fuck. A Hùi này. A Hùi à. A Hùi cái gì, A Hùi vẫn trên. A Hùi vẫn trên. A Hùi này. A Hùi cái gì. Rồi. Tôi đấy, tôi vẫn trên ông mà. Từ từ nào, à, sau đó này, Lệch đà một tí rồi, chạy cả vãi. Chạy là đi lại từ đầu luôn hả? A đù. Chắc là checkpoint không? Em giữ F ấy. Ui, rồi xong. Yeah. Hay quá, top 3 rồi. Ôi, Magic. Oh my god. Oh my god. Maze. Wow, Maze.
Ui, 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 anh em ơi, phi phi thơ top 1 này. Ồ, ồ, ồ. Giờ lọc nhảy xong luôn rồi. Congratulations, Thương. Fuck. Thương ơi, em có biết em vừa bị cướp gì không? Em có biết em vừa bị cướp gì không? Ủa, lấy lũa, lấy lũa. Nói chung là chơi với những người thông minh quá nhiều lúc không không vui các bạn. Mình đang định nói là em bị cấp top 1 đấy ha ha, nhưng mà Thương còn thông minh quá. Ô kìa này, ý, sắp với cái ngôi. Minecraft tuổi đâu? Có mặt chứ ơi. Cho tôi cái top 1 cái, ông đua kinh của mẹ. Chứ cho lưng thôi mà. Cho tôi top 1, tôi khệnh với hội Minecraft ấy. Rồi đó là. Rồi xong bảo rồi nhá. Chậm quá. Chúng ta hãy cùng bet các bạn này. Nhưng mà GTA, ôi thịt mẹ xong rồi. Gì? Hay quá, đúng chém rồi. Chém gió, thịt mẹ chém gió. Thịt con mẹ. À. Ông sao sao vẫn vượt. Ui. Zero kìa, top 6 thì con thua. Tại ông lỗi nha. Ơi, tôi có nói gì đâu, tôi nói thôi, nói chung vẫn trên đấy được rồi không ạ? Minecraft Gaming. Trận này sẽ là kiểu đại chiến nhỉ không? Hai mấy chân nữa té à, mưa mới cùng hên với được cái chân. Ôi rồi. Với được cái chân. Ôi cái chân vô. Nói chung là để Magic với Hiếu nó vượt thì mình chịu rồi các bạn. Hai ông này ở ngoài đời tổ lái không. Ôi sao có một đoạn bị dừng lại à Magic? Ờ. Quá trưởng. Tôi với bò đường khó mà cố luôn. Ê Hiếu ơi, Hiếu. Ê, hàng thứ này, hàng năm thứ này, không, đang định bảo mày có cách nào đấy mà mày ngã phải không? Má, tao vừa định hỏi, tao rơi mẹ xuống. Khó vãi. No. Khúc sau khó ghê. Mắt này, mày đoài khó mấy. Khúc sau dễ rồi á. Thật. Yeah. Em cẩn thận. Yeah. Woo. 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 Các bạn rơi rồi. Này mọi người ơi. Cái đoạn vừa rồi mọi người nhắm mắt mà nghe kiểu thằng Huy với thằng Zeroth nó đang làm gì nhau. Vãi, nằm một thằng nước ạ, vãi. Ôi, học nữa xong rồi. Vãi lìn. Ôi trời. What the fuck? Oh shit. Tôi rồi. Ôi, tự nhiên đất đổi. Ui, khó lắm này, khó lắm này. Có cái thằng nước đẹp thế. Thằng nước nước luôn mà. Yeah. Top 3. Cố lên, gần về đích rồi, gần về đích rồi. Lên thôi, ui, ai kia. Kịp đấy, cố lên, đừng ngã. Về kịp đấy. Nào, xem thằng Huy ngu quá không? Phải. Huy là Huy ngu rồi. Huy làm gì ấy, Huy? Cố lên. Đấy, xe tốc độ chậm vãi. Xe này chỉ có chuyên phạc. Chuyên đi. Ui, kéo. Thương thiếu một tí nữa về nick rồi. Ô, thế là Thương vẫn DRF à? Oh my god. Thương thiếu tí là về nick rồi. Thiếu tí là sao? Gần về nick rồi, đến đoạn đấy nick mà. Phải hết giờ rồi hả? Ủa quá. Mà mặc dù top ông coi thời gian tôi với Hiếu bò. Top 1 nhưng mà phải nói thằng Hiếu là một là người phụ nữ có khuôn mặt xấu nhất mình từng gặp. Thời gian tôi với Hiếu bò không? Mà bao nhiêu? 3.3 Ủa chênh nhau 2 giây. Chênh nhau 0.002 ông ơi. Dislike. My god. Dislike hạng nhì. Nói chung là mình vẫn vượt được Minecraft Gaming. Minecraft. Minecraft Gaming. Ok, và đây là lần thứ 2 của cái map này thì bọn mình sẽ quyết định chơi cái góc nhìn thứ nhất. Vì sao góc nhìn nhất? Bởi vì là Thương vẫn chưa thể đạt được cái mục đích trong cái cuộc đời mình nhỉ. Đó là vượt qua cái bóng DNF rất to. Nên là để cái chế độ góc nhìn thứ nhất này như nó sẽ kiểu nó tăng cái sự cân bằng lên. Đấy. Bởi vì là mình biết là mấy cái thằng này chỉ giỏi chơi góc nhìn thứ 3 thôi các bạn. Đó, góc nhìn thứ nhất thì nói là ngoài cái đống người ra thì mình cũng rất là khá trong cái khoản này đúng không? Khá. Cũng khá. Bây giờ vừa đua xe vừa bốc đầu nó mới khó. Nào, thế bây giờ mọi người muốn chơi một xe không cho nó cân bằng, cho nó công bằng không? Đúng rồi, một xe phải công bằng luôn hiểu không? Cùng một góc nhìn, cùng một cho chọn chung xe. Thế bây giờ như nào nhỉ? Đủ số lượng cái nó nhảy vào con khác à? Ai? Chấp nhận thôi. Thế khó nhỉ?
Bây giờ chọn xe nào? Xe Shizu đây. Chọn con này hồi vô game với con kia, xàm vậy. Tôi vẫn đi Defiler. Thôi, tôi vẫn chạy con này nhưng mà có điều là tôi chạy con màu hồng. Dạ. Hopping đây rồi, may quá. Bet, bet tí cho vui. Bet bao nhiêu em, bet bao nhiêu? Bet được có ngàn à. Mắc ngàn. Mắc xin ngàn. Rồi xem là mình lái xe gì nhá. Bây giờ tao vẫn lái xe này mà. Ấy, thấy chưa? Tôi chọn con kia nó ra con này. Sao, sao mọi người bị gì nhỉ? Sao mọi người bị gì ta? Tôi không bị gì luôn đấy. Em có đâu bị gì đâu. Anh bị à, chứ. Tôi vẫn con đấy nhưng mà màu khác. Tôi chọn màu hồng nhưng mà. Gì đó nó ra tầm lum hết trơn. Sao thế nhỉ? Ừ. Bây giờ tôi chọn. Ôi mẹ ơi. Ôi. Không thấy mẹ vậy. Tự nhiên lúc nó xuống nó chốc cái đầu xuống đó chứ. Thế này mình thích cái gì? Oh my god. Có VR ở đây nữa thì. Trong mặt vãi. Vãi chè. Rớt rồi. Tôi đang căng hết cả mắt ra tôi đùa này mà chích. Tôi không biết con mắt tôi để đi đâu luôn rồi. Rồi. Thấy chưa? Nó cứ ủi đất ông nội. Mình không mơ mình nói điêu làm gì cả. Mình là the best đó. Ủa tôi nhắm sao ra ngoài lỗ luôn rồi ông ơi. Lọt lỗ luôn. Thành này này về sau khó con lắm, toàn toàn trượt ra ngoài này ấy, mẹ. Một là không đủ dài hả? Hai là toàn ra ngoài. Lỗ luôn rồi. Đấy mới là magic của chúng ta các bạn. Lộn lỗ đâu có con. Oh my god. Nó ngã rồi. Ngã cái gì? Mình nhìn lại đi. Để tình thế trận đấu ấy. Khó thế nhỉ? Anh đã bảo rồi. Anh hack các một mà. Cái địch. Khó thế. Cố lên Thương ơi. Cố lên em. Đó để. Má đồ này dễ vô sinh lắm ấy nha. Đó để mình nó đùa có bà nào ấy. Mày điên rồi, hack kiểu. Hack là mà làm được gì đấy? Ai đây? Bảo ơi. Hả? Biết nếu mà muốn biết anh lái góc một làm thế nào mà đỉnh như thế, hãy lên video của anh subscribe và cho một like. Đấy. 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 Lúc mà chạy qua mấy cái bảng á, tôi chạy ngang dướng cái đầu lên. Ôi, mình bỏ xa các đồng đội rồi các bạn. Ui, quá chị. Lái gắt thế mà. Đô không lại hack rồi. Vãi trưởng. Tôi bảo rồi, nếu như mà muốn check tôi hack hay không hãy lên video trước tiên xem thì trước khi xem ấy, cho một like và một subscribe đã. Hiểu không? Đó là cắt hết rồi. Cả lò hào cắt. Đấy. Ui. Đấy. Bỏ rồi. Huy trận này ít nói ấy. Khiếp tốn đấy. Chóng mắt rồi. À Huy. Đâu ấy? Chóng mắt rồi. Lôn sắp lôn nhá. Chóng mắt rồi. Sắp lôn nhá. Chớ chưa? Shit béo này. Ây da. Ôi thỉnh thoảng nó bị làm chậm một phát khó chịu quá. Đây là cái đoạn mà mình van xin thằng Hiếu này. Để bây giờ van xin lại tao đi Hiếu. Ôi chết rồi. Ta đùa gần này kịp mày rồi. Thật à? Mà chích còn chưa vượt tao. Mày nói vượt tao. Rồi đủ đi thẳng dưới đất luôn. Ủa? Rồi quả đẹp rồi các bạn ơi. Ôi rồi. Oh shit. Ôi ăn liền. Ba kìa. Ôi tắt 5 rồi. Ôi từ chào ơi. Là sao đâm đầu liên tục đây. Rồi. Mà chích đâu? Come on. Tôi đứng chờ đích đây. Tôi đang đứng chờ đích. Come on anh em. Lớn rồi. Đang đứng chờ đích hay có thấy không? Đích. Đích hết. Chết rồi. Mày quá mình. Rồi. Mình có đứng lại mình chờ magic kiểu tí đó. Các bạn có thể thấy được cái sự rộng lượng của mình đó. Độ lượng và rộng lượng. Rồi ông Zeroth này lái nguyên một cái bộ tròn ạ.
Mẹ Tron Legacy à, rồi. Tron. Lon Tron nhờ rồi nào, bình luận nào các bạn. Thế nào? Ui rồi ôi. Ôi rồi ôi. Veric là đâm đầu vào vực chết luôn à? Vãi. Có một cái có một cái trick ở đây ấy, anh em nào biết muốn biết không? Gì là gì? Giữ R nó chuyển sang góc 3. Thật ra? Ờ, hai người đây này. À, cái đoạn mà cinematic camera này. Ờ. Có một cái trick đoạn đầu anh em có biết không? Là cái gì? Cứ nhắm cái đường ở giữa đi thẳng tới thôi, cần gì quẹo quẹo phải chi cho nó mệt vậy. Khó nhắm vậy. Cúc mà đi qua với lại đầu tiên ấy. Tôi biết nói chung là tôi được 2600 đô rồi. Ok, 2600 đô. Xong trận dẫn cả nhà đi ăn lẩu, ok. The fuck. Like đi mọi người. Like và subscribe anh em. Ở đi bẻ dislike nhiều ấy. Và vừa rồi là tập tiếp theo của GTA Online và mình hy vọng là các bạn thông cảm cho cái độ dài của video nó hơi ngắn. Nhưng các bạn yên tâm là mình sẽ cố gắng bù lại cho các bạn ở những cái tập tiếp theo về sau. Và nếu như các bạn thích cái series này, các bạn có thể cho mình một like cho mỗi video. Và hãy subscribe kênh mình nếu như các bạn chưa subscribe để có thể cập nhật được tất cả các cái thông tin về kênh của mình, như kiểu video hoặc là tin tức trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và hãy cố gắng giúp mình đạt được 200.000 subscribe trong thời gian ngắn nhất mà các bạn có thể làm được. Nếu như cái điều đấy nó mà xảy ra thì mình rất là yêu các bạn. Ok, ngoài ra các cái thông tin về mua game bản quyền, Instagram và fanpage của mình, các bạn có thể ghé thăm hết vào link phía dưới. Mình sẽ để ở bên dưới và đi kèm là tất cả các cái thông tin của các YouTuber, các người bạn mà mình đã từng chơi cùng. Hy vọng các bạn có thể mất một vài giây để có thể kiểm tra chúng một lần nữa. Yeah.